chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em luôn. Thôi anh đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều đó. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không ai có được như em hết trơn á. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi, này nói. Rồi Hân Hoan chào mừng các em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy. Em cũng động nhiều cái vợ em hết đó. Mời em giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị. Em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Uyên. Em năm nay 29 tuổi. Và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy còn em. Vậy là nói đầu tiên thì tụi mình coi xuống. Không có lời nói đầu tiên. Bị quen sân khấu. Dạ em xin phép chào Dương Dân, chào Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân và tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Nay nhiêu tuổi ta? Dạ, em hôm nay 31 rồi. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Nguyên. Trời ơi em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chè đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới rồi bây giờ kiểu giống như là có khổ em mới vậy thôi. Còn em sao cưng? Em nói đi Nguyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên dưới biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như là anh quay phim hay này nọ em biết hết. Đi vô vô bạn khỏe không, bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào với anh bảy anh ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Trời em thể hiện nào đâu đúng không? Ở dưới anh Bin. Thôi khỏe không anh Bin. Đó. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Mà em đâu có biết đâu, thành làm sao em nói chuyện được. Mà tự nhiên không. Nhưng mà bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng đấy, rồi, luôn subu lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chè của dạ không? Dạ không, em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Minh biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát. Thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh. Off hôm đó cái ảnh lên đoàn, ảnh mới hỏi mọi người là em đâu? Không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chổng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê, em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà lại biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không, không phải. Mình phải. Không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp. Tự nhiên hỏi đâu rồi. Bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng như nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó. Tự nhiên thấy cái nhà thuốc mình nhớ. Rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng anh đưa thuốc đưa cháu này hoang mang đi. Không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em. Mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét như ghét chỗ nào chơi cho cái đó là vậy. Dạ cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được đúng không, chứ đâu tự nhiên mà khơi khơi được. Chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại thì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có ngoài trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét uống uống hết rồi nhìn nó chăn thao rồi vậy. Giống như là
Đúng, là... đúng, đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Đúng cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ. Chỉ là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Không, rồi bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Quyên chính là người chủ động của em luôn. Thôi anh đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Mà em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không mới có được như em hết trơn á. Rồi, gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Không, anh lúc cua em rối anh. Thì sao Quyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh, thì con trai nằm trên bàn, thì đang nằm bên này, thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường, không suy nghĩ gì, thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng cơ. Có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối rối liền. Dạ em nói liền thôi rồi. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta. Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để thảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái. Để em đi toilet cái. Chịu cách đó mới nhanh nhất thôi. Chịu cách đó mới nhanh nhất. Xong cái em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ em quay qua nó lại. Giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Rồi đó là dính em tới giờ liền. Trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền. Em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Mới công phiền em rồi, người ta thiên hạ duy nghĩ này nữa. Mấy cái phim Hàn Quốc đó em coi quải vậy. Sao lúc, Quyên sao? Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời ơi, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Quyên lúc đó nó mới là hai mươi mấy tuổi, 23-24 tuổi à. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ổng giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3-4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi anh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, mừng. Hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em, chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không, có sống thử với nhau? Em có chủ động, em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là con rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh đâu có gì đâu. Không có gì luôn á. Còn một sự luôn. Việc nữa anh mà gì? Tại vì á nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn rồi. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Chịu luôn. Nhiều khi á mấy nhỏ ông quen với em bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi giận. Em nói ai không thích hết Facebook luôn. Rồi, như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. Tới tháng 6 là một năm á. Vậy thì trong khoảng thời gian đó, anh có tật xấu gì không Quyên? Giang mặt cái gì mà giang? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tần hẳn là em cũng nói thoải mái rồi. Có anh. Có. Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em.
ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn, không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Mà lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè. Cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái em, của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng mà lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này rồi quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ này của anh, này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó khó cực vợ em, cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng. Ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy? Sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, vì cái toilet, tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn, trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương thoang thoảng đó, vui. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái này là hẳn là gì à? Nhưng mà em có thích không? Nói không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn vậy. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi, ủa anh vô toilet để làm gì? Anh đi toilet mà tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, Còn tật xấu nữa là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang dắt xe cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi bạn đông lắm, dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu vừa tới bên kia nữa dắt nữa tới chê em phải vô em mến bạn. Không bây giờ mình về thì nói này được coi thường vô cái điện thoại biển khổ tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm rồi xếp. Trời ơi, mặt nào qua mặt đó vui đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại mà tiền lẻ trời chứ không cái đó không phải tật xấu đâu em, là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Tiền hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000, còn đây là từ 5000. Em có giấy là giấy em dán lại em ghi là tiền mua Âu Đì là từ 5000, còn hộp mà 500 ngàn đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương không biết chừng nào mới mua được luôn. Nước mơ đó thế thương quá. Hai cái hũ nhựa chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Tiếp. Em có tật xấu gì không? Vợ em là tuyệt vời, không có gì xấu hết ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là vợ em nấu được nha, mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì, mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải là tay quầy lắm. Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu luôn, em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Là vợ bài đâu. Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á. Là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo thôi đó, bốn năm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không ông kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À. Vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó rồi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền thích không? Em là ghiền đếm tiền lẻ. Còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume á. Giống như TV đang lớn quá mà không chịu kêu bấm remote bấm mà là tự động TV nhỏ lại. Đau không? Đau chứ em đang cầm remote mà dặn mày cắt nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì?
cái mong muốn của em nhất là như là giờ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật, thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần gì vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em chị thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nó nghe nè, giờ đơn giản quá, hai cái mong muốn của tụi em giờ chị, em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em nói thì nó ăn ngon rồi, em biết rồi, em khẳng định chị rồi, nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu. Nhưng vậy mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi cái nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Ê. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, hấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn chị. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng ấy, trông BD, trông trắng ấy, trông BD. Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật. Thì mới hỏi Ki là Ki có thích Mai không? Ừ. Là Ki bảo Ki có, có. Ồ, đúng lúc say thì hỏi. Dạ, hai gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ. Cho nên là cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền, đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai đứa. Chào hai đứa cứ ngồi nghe. Em là em nhận ra rồi đó. Hai bạn này là chị một cũng nhận ra rồi ca sĩ đó. Rất là nổi tiếng. Lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con xin tự giới thiệu, con là Mai Anh. Con bây giờ là 29 tuổi. Nghề nghiệp của con, nghề chính thì là làm mẹ. Còn nghề phụ thì là vợ của ca sĩ ạ. Đó. Dạ, đầu tiên thì cho phép Cheki cũng như là con xin được gửi tới cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe thân thương nhất ạ. Trước tiên thì Cheki là một ca sĩ, hiện tại bây giờ đang làm ca sĩ tự do ạ. Con cũng như vợ con là hiện tại bây giờ cũng 29 tuổi ạ. Mới 29 xuân rồi ạ. À vậy hả? Trời ơi, cô rất là muốn con tặng cho cô, chú Thuận cũng như là tất cả các bạn ở đây một cái bài hit của con đi. Bài Đừng Như Thói Quen. Ôi, không biết luôn ạ. Trời, biết sao không? Dạ chắc là con xin phép được hát một cỡ điệp khúc ạ. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên những giấc xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Hay quá. Tôi nhớ con thời á, chú đi game show đó, nó có một câu á, dành tất cả thanh xuân để chơi game show. đây là một bản hit mà đã đạt được triệu, hình triệu như là á, cả trăm triệu view. Dạ đúng không, trên YouTube. Dạ. Đây là một ca khúc rất là thành công. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại thời gian đi. Đúng rồi. Quay trở ngược lại thời gian. Ngược thời gian. Không biết rằng là các bạn gặp nhau trong một cái trường hợp nào, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Cái lần đầu tiên gặp nhau của bọn con thì nó cũng hơi buồn cười một xíu. Lần đầu tiên con cũng chia sẻ cái này với mọi người, chưa kể cái này bao giờ. Cái hồi đấy là bọn con chơi chung một hội bạn, nhưng mà là hai nhóm riêng, hai tốp riêng. Thì là cái tốp này đi chơi trước thì là mọi người mới bảo là con cũng lâu quá con chưa có người yêu, mà Ki cũng lâu quá rồi cũng chưa có người yêu, thế là hai đứa thì đều cô đơn. Thế là bạn con bảo là hai đứa này có tính cách khá giống nhau thì hay là thích xem thời sự, hay là giới thiệu chúng nó cho nhau để chúng nó xem thời sự với nhau. Thế là bạn con mới bảo là bây giờ
sắp xếp một cuộc gặp cho hai đứa nó gặp nhau. Chồng con vừa nhìn thấy con không biết có chiến thuật gì không, đi vào chặt gà. Con bị đưa vào thế, con bị đưa vào thế. Đi vào chặt gà xong rồi thì là sau hôm đấy thì gọi là có ấn tượng một chút với cả người kia. Nhưng mà trước đó là con đã nghe bài của bạn chưa? Con đã biết bạn... Tức là con cũng có biết bạn là ca sĩ chứ con cũng không có ấn tượng gì lắm. Con có bạn con đi quay chương trình game show với cả bạn. Thì con mới hỏi là bạn này trông trắng hay trông BD? Trông trắng hay trông BD? Có BD thật không? Thì là bạn con bảo là không. Bạn hình như cũng yêu con gái mà. Xong thì sau đấy con cũng không quan tâm lắm. Thì nói chung là đến lúc mà gặp thì con cũng kiểu con cũng không quan tâm lắm đâu. Thế còn Jay thì sao nào? Lúc đầu khi mà con gặp bạn này thì bạn ngồi trong góc, bạn không nói gì hết, bạn cứ nhìn. Xong đến cái khi mà bọn con ngồi nói chuyện, sau khi mà chặt gà xong ngồi xuống nói chuyện, ăn uống với nhau, có uống vài chén thì lúc đấy bắt đầu bạn nói chuyện. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện của bạn nói thì tất cả mọi người đấy đều không ai hiểu cả. Bởi vì là bạn nói rất là chậm, đến cái khi mà bạn nói xong thì ở đấy cũng mỗi mình con hiểu thôi. Vậy nên là xong rồi, tất cả mọi người bảo là chắc hai đứa này sinh ra dành cho nhau. Sau hôm đấy thì bọn con cũng bình thường thôi à. Bọn con cũng có đi chơi chung với một hội bạn rất nhiều ngày nữa, vài tháng thì là có sinh nhật con. Đến sinh nhật con thì là con mới được bạn thân của bạn này nói chuyện, chạy qua nói chuyện con là chị ơi, nói chung là anh Ki thì kiểu cũng hay buồn lắm, ở nhà kiểu hay thơ thẩn, ngày ngủ đêm thức ấy ạ, để kiểu sáng tác hay làm gì thì con cũng không biết, mà ý là thời gian rất là lẫn lộn, mà ăn uống thì lung tung. Xót thương đấy, cho cái hoàn cảnh của cô Ki. Kiểu ý là thấy là bạn này kiểu bị cô đơn quá ấy. Thế là nhờ con là kiểu nói chuyện, giao tiếp với Ki nhiều hơn để nhỡ chẳng may mà có hợp nhau. Thì là sau hôm đấy thì con cũng biết thế thôi. Và sau đấy thì bọn con có một chuyến đi Đà Lạt. Mọi người mới chơi cái trò nói thật, mới hỏi Ki là Ki có thích Mai anh không? Là Ki bảo Ki có. Là đúng lúc say thì hỏi. Nhưng mà say là người sao? Ta nói thật nha. Những người khi say là thường nói thật. Rồi đến khi nào thì mới có những cái buổi hẹn hò thân mật với nhau? Sau một vài lần khi mà bạn thấy thương cho cái tình trạng của con quá thì bạn bắt đầu nấu cơm gửi sang, bởi vì là bạn thấy là suốt ngày đi ăn ở dưới ấy, mua đồ ăn sẵn về ăn. Sau một thời gian thì bọn con hẹn nhau đi xem phim. Lúc đấy thì xong bắt đầu con cũng có ngỏ lời là cho mình tìm hiểu bạn. Thế rồi bạn có nhận lời liền không? Không. Thế á? Thế con bị mất bao nhiêu lần thì bạn mới đồng ý? Một lần đấy thì rất là lâu luôn đấy. Cũng là vài tháng đấy ạ. Hình như là tầm khoảng 5 tháng hay sao ạ? 5-6 tháng gì đấy. Dài hẳn nha. Xong rồi đến lúc đấy là con có được mời đi một cái game show về tình cảm. Hẹn hò. Con thấy im lâu quá rồi thì là con đi thôi. Thì sau thì tự nhiên bài xuất hiện. Bọn con cũng có hẹn nhau rất là nhiều lần, nhưng mà trước khi mà quen bạn ấy là con giống như là bị mất niềm tin tình yêu ấy ạ. 3 năm trời con không quen ai cả. Ngày xưa con có suy nghĩ là sẽ không lấy chồng luôn. Không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi. Mà tại sao con lại thay đổi cái suy nghĩ của mình? Có phải là do là con bị bạn này chinh phục không? Dạ không ạ. Thì tức là con suy nghĩ khá là nhiều. Tự nhiên bạn lên show hẹn hò thì lúc đấy thì con tự nhiên con nghĩ là chắc có khi là mình không nghĩ nữa mà đến đâu thì đến. Vâng. Thì là mình sẽ tự cho mình một cơ hội. Con cũng có quen biết với ekip chương trình nên là con nhờ mọi người sắp xếp cho con đi lên trên đấy bất ngờ xuất hiện. Thế là bạn cũng khá là bất ngờ. Và khi gặp nhau trên một cái sân khấu, trên một cái chương trình như vậy thì lúc đó cái cảm xúc con là sao? Đầu tiên là con bất ngờ, hoang mang, không hiểu sao lại có mặt ở đấy. Nhưng mà vui không con? Có ạ. Vui hồi hộp đúng không? Thật ra lúc đấy con có một cái luồng suy nghĩ thoáng qua đầu là tại sao đến đây? Hay là vì mình? Ngay từ khi mà con nhìn thấy, con quay lại con nhìn thấy thì con thấy là phải lên để nó tỏ tình thôi chứ không để cho bạn chọn ai khác. Và khi tỏ tình trước tất cả mọi người thì lúc đó là sao? Thật ra là lúc đấy con cũng là một người kiểu cũng đứng trên sân khấu nhiều rồi. Nên là con biết cách để kiểm soát cái cảm xúc của mình nhiều hơn. Đấy là cái khi mà con lên như đấy nói bạn thì xung quanh đấy không có ai hết, chỉ có mình con là bạn thôi. Khi mà con đã xác định là con sẽ
tham gia cái chương trình đấy thì là con sẽ chuẩn bị tâm lý cho mình trước là mình sẽ nói gì, mình sẽ như thế nào, xong rồi lên đến nơi thì con cũng quên. Nói chung con cũng hơi xúc động ấy ạ. Nhưng mà sau đó là có trao nhau một nụ hôn không? Lúc mà cắt máy rồi thì lúc sau bọn con ôm nhau ở trong cánh gà. Sau cũng có thơ lên trán bạn. Thơm lên trán thôi. Nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên của tụi con là ở đâu? Nụ hôn chính thức của hai người yêu nhau á. Còn nhớ nhất cái cảm xúc cái lúc mà hai đứa chạm môi nhau ở trong rạp chiếu phim. Cái lúc đấy là kiểu cảm giác kiểu hai đứa đang kiểu mân mê để được chạm vào tay nhau một tí thôi á. Xong rồi tự nhiên quay sang cái thì bạn ấy cũng quay sang, thế sao ấy con luôn mạnh dạn luôn. Nhưng mà lúc đấy là chưa chính thức quen nhau ạ, lúc đấy là bạn vẫn thích con thôi ạ. Nhưng mà gia đình hai bên có ủng hộ không? Dạ hai gia đình hai bên thì trộm vía cả hai đứa cùng ế ạ, cho nên gia đình con sốt ruột lắm ạ. Đẩy thuyền đẩy ngay và liền luôn đúng không con? Rồi sau đó là bao lâu mới cưới? Sau đó thì cũng khoảng vài tháng ạ thì là bọn con cưới nhau. Là bây giờ đã có một em bé rồi. Vâng ạ. Con có một em bé. Ôi, mới đây thôi à. Còn chưa được tổ chức đám cưới nữa. Vâng ạ. Nhưng mà đã đăng ký kết hôn rồi. Vâng ạ. Đúng không? Vâng, lúc đấy là do dịch cho nên bọn con cũng chưa tổ chức được. Bạn còn trẻ quá, quen nhau nói chung cũng mới thôi chứ cũng không lâu. Nhưng mà không biết là về ở với nhau rồi thì có nhiều tật xấu nó lòi ra không con? Nhiều chứ ạ. Đứa nào kể trước đây? Nhất là con. Con không cần tự thú trước bình minh, tự động sẽ có người khui ra. Kể đi Mai. Bữa nay cho fan có khi biết luôn. Nói chung là chồng con thì trước khi mà quen nhau thì là con gọi một cái là Kỳ sẽ lên đường luôn. Đi ra ngoài búc xe ngay lập tức. Còn bây giờ thì con mà bạn đi ra ngoài thì chồng con sẽ phải chuẩn bị quần áo này, giày dép này, phụ kiện, mũ trang các kiểu. Nói chung là rất là lâu, khoảng tầm nửa tiếng, còn lâu hơn ở con nữa. Nhưng mà lúc nào cũng nói với con một câu là em cứ vào chuẩn bị đi, anh xong rồi. Đấy, nhưng mà xong rồi con vẫn phải chờ 30 phút nữa. Tức là chồng con thì sợ là đi ra ngoài là phải giữ hình ảnh. Cho đúng nên rồi, là chồng con rồi. Luôn luôn là rất là kỹ lưỡng. Thôi cái đó cho phép, cái vâng. đó Nhưng mà ý con là lúc mà con bảo chuẩn bị đi, không chuẩn bị mà con chuẩn bị xong rồi thì mới bắt đầu ấy ạ. Thì đó là đời đó. Nhưng mà đi ra ngoài thì chỉnh chu, nhưng mà ở trong nhà thì sao? Ở trong nhà thì lôi thôi như nhau ạ. Lôi thôi như nhau ạ. Ừ, cả hai đứa con đều lôi thôi ạ. Không, cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì để xả mà. Không phải ca sĩ mà xả đó con. Chứ bây giờ đóng thùng đóng hộp nhiều quá mệt lắm. Thế ra ở nhà là sướng nhất. Ở nhà là cứ xả ra. Vâng, hôm nay nhìn con như này thôi chứ ở nhà con cũng đồ bù tóc rối lắm. Con cũng chỉ có thời gian dành cho con là hết ngày rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Có hay cáu không? Có ạ, nói chung là thỉnh thoảng sẽ bị kiểu hơi khó tính ạ. Hơi cáu gắt ấy ạ. Mà cáu gắt với ai? Cáu gắt là vì bọn con là sinh con xong rồi không có nhiều thời gian dành cho bản thân này, không có nhiều thời gian dành cho nhau, cho nên là bị hơi stress, hơi kiểu khó chịu với người kia một tí thì sau nói chung là bọn con sẽ giải quyết cái vấn đề đấy ngay lập tức. Sẽ nói chuyện với nhau là tại sao lại như vậy. Nó hay cáu hơn so với cái lúc mà đang chưa quen con. Nhau Hạnh thế con ơi. Stress lắm, nuôi một đứa con không đơn giản. Vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ có mong muốn Ki thay đổi điều gì không Mai? Dạ, thật ra là không ạ. Tại vì là bọn con chấp nhận tất cả những cái điều đấy. Cho nên là con với Ki thì không mong muốn là người kia phải thay đổi gì cả. Con chỉ muốn là ý là cái đấy nó bớt đi một chút. Một chút thôi ạ. Không biết anh Ki này anh có lãng mạn không ta? Chồng con thì không phải là một người kiểu quá lãng mạn, nhưng mà chồng con sẽ không lãng mạn bằng hành động, nhưng chồng con sẽ lãng mạn bằng lời nói. Đến một cái ngày kỷ niệm hoặc là một cái ngày lễ gì đấy mà chồng con mà không mua quà hay là không biết con thích gì thì chồng con sẽ nói chuyện với con hoặc là nói những cái lời yêu thương. Cũng ổn ạ. Nói chung là tùy người, có người thì nói, có người thì hành động. Vâng. Nhưng mà thực ra khi mà đã là vợ chồng rồi á thì nói mình thấy vẫn thích. Tại con cảm thấy là đôi khi trong một mối quan hệ hôn nhân thì cái quan trọng nhất đấy là cái sự kết nối với nhau. Và đấy. Nhất là cái khi mà nói chuyện được với nhau thì đấy là cái điều hạnh phúc nhất. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đôi khi là nói chuyện theo kiểu đúng nghĩa là bạn bè chí cốt nữa thì lại càng sướng nữa. Rồi bây giờ tới khi đó. Cô ấy như thế nào? Nói chung là sau cái quãng thời gian sinh xong thì vợ con bắt đầu cũng hơi càu nhàu. Thi thoảng hay càu nhàu chuyện linh tinh ấy, kiểu là mình khó chịu trong người ấy. Lúc đấy đầu cũng đang bị bốc hỏa cho nên là suy nghĩ sẽ không được thoáng, không được thoải mái nên là cũng dễ rất dễ cáu.
Nhưng mà mỗi lần cầu nhau như vậy có khiến con cảm thấy khó chịu không? Như là lúc đấy con sẽ khó chịu à? Và con phản ứng là như thế nào? Thường thì là con sẽ nói ngay lập tức luôn lúc đấy à. Bởi vì bọn con không có cái khái niệm là sẽ mỗi đứa là đi vào một góc. Mà là từ trước giờ có vấn đề gì là sẽ nói ngay lập tức lúc đấy. Để giải quyết ngay lúc đấy. Thì nó sẽ không có những vấn đề tồn đọng. Thì mối quan hệ nó sẽ luôn luôn thoải mái. Ok, quá hay. Con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Chắc là cái điều mà con mong muốn nhất là bớt cầu nhau đi thôi. Nhưng mà cái đấy phải cần thời gian. Tại là bây giờ cũng đang trong... Nhưng mà tự dưng cầu nhau à? Nó phải có lửa mới có khói. Nói chung là nhiều lúc con tự cảm thấy ngứa mắt thì con cũng cầu nhau. Con có nói sai đâu. Ví dụ như là để không đúng chỗ cái này cái kia thì con cũng kiểu cảm thấy khó chịu ấy, tự nhiên con cảm thấy trong người khó chịu thì con cầu nhau mắt thôi. Nói phải nói. Xong rồi nhưng mà chẳng may vào cái lúc đấy mà chồng con mà cũng khó chịu là chồng con với con là cãi nhau luôn. À, cô nói con nghe thường phụ nữ á, lúc mà sau sinh á, là khoảng 5-6 tháng hay là 1 năm đổ lại là cơ thể chưa có lấy lại được vóc dáng. Cho nên nhiều khi mới hay có cái chuyện cầu nhau hay là hay có những cái chuyện mà khó chịu hoặc là tủi thân khóc lóc, chứ còn con là dáng của con á là chuẩn của một người chưa bao giờ sinh luôn. Nhưng mà đôi khi vẫn bị stress xong rồi tự buồn, nhìn gương tự buồn bởi vì là bị gầy quá. Nói chung con cũng bị stress là vì con bị tụt cân ấy ạ. Vâng. Tức là khi mà lên bàn đẻ là con 49 cân. Mà cái thời gian vừa rồi không có ai giúp đỡ thì con còn 40 cân. Trời ơi. Vâng. Xong rồi bây giờ thì con lên lại được khoảng tầm 42, 43 cân. Rồi cố gắng lấy lại. Lấy lại phong độ khoảng 45, 46. Đúng rồi, chị là đẹp 45 nhất. Thôi, 45 thôi con. Tức là nếu như mà gầy quá thì con cảm giác là con bị yếu ấy ạ. Con không có sức để làm gì cả. Đúng rồi. Nhiều lúc con đứng ở trước gương mà con kiểu hơi sợ. Bởi vì là con nhìn thấy hai chân con bé quá, con không dám soi gương luôn. Xong rồi cứ ai mà nói đến chuyện là kiểu con không chịu ăn hay là con kiểu giảm cân thế này thế kia, con bị tủi thân ấy, con khóc luôn. Con đừng có suy nghĩ về cái việc mà con bị ốm nữa, con bị gầy nữa. Cảm ơn hai vợ chồng Khi và Mai Anh đã đến với chương trình. Dạ vâng ạ. Anh chở em đi trên đường, tự nhiên anh để tay lên đùi em, xong rồi em hết sức lực giật mình á. Gào, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Chia tay với cặp đôi của Nhân và Quang, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp đôi này. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa chào đón cặp đôi tiếp theo. Chào hai em. Dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 tuổi và em đang công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ, tụi em đang có một em bé trong bụng. Chúc mừng. Mấy tháng vậy? Em bé của tụi em 6 tháng rồi. Rồi bây giờ Đức Anh ơi, em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ, nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động thì thực ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây. Trong một cái câu chuyện của năm 2015 thì có một trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thì em thì rất là thích cái chương trình này. Cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới địa phương là quê của em, đó là thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình, cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này. Bạn này vô comment đúng không? Dạ, nó là một câu chuyện dài, chắc nhờ bạn này bạn kể sau em. Dạ thì anh biết là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á. Anh vô anh nói là trời, câu hỏi em phải vậy, không phải là từ, phải là âm tiết. Xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết như vậy. Cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này, tại vì em nghĩ là đó là âm tiết, còn từ hay không là chưa biết. Đó cho nên là em nghĩ là trời, hay quá nè, có một anh này chắc là đồng môn của mình nè, mà đồng hương nữa mà bao nhiêu lâu nay mình không có biết. Xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại. Rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào. Thực ra nó cũng không phải là đi chơi với nhau, mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi. Thấy bạn này ở Sài Gòn, thế em nói thôi được rồi, để em vào em chở bạn đó đi. Một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo Grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn.
Dạ. Trời, lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn. Tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống Bửu Long ở Biên Hòa, xong ảnh quay về quận 9. Thì trên đường đi, ảnh chở em đi trên đường, tự nhiên ảnh để tay lên đùi em. Xong rồi em hết sức lực giật mình á, nhưng mà sau đó em cũng coi thử là ảnh có làm gì quá không. Thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi. Đó, cho nên là thấy hóa ra là cũng đứng đắn. Dạ. Rồi đi xe có thắng nhiều không? Dạ, anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận, chạy có 30 km/h thôi. Nhưng mà về là kết luận là người đàng hoàng. Dạ, nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ, như thế này, thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản. Nam thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của Nam rồi, cho nên là em không có để tay trên đùi người ta. Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á, thực ra là gì, em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên. Thì mình để tay trên đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái thành ở phía sau xe hay không, và ngồi có vững hay không, khoảng cách với mình, cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa. Chu đáo thì, dễ sợ luôn á, cho nên em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác. Ngày đó giờ em đặt nhiều cô chưa? Em cũng không có đếm được hết, cho nên là không biết bao nhiêu. Rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu? Dạ chắc vài ngày. Dạ, lâu lắm luôn. Hồi đó lúc đó ảnh thả thính em tích cực nhiệt tình lắm, ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó. Nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè, xong em nghĩ là mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được, mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta. Thế là em dùng vài ngày đó để em suy nghĩ. Rồi. Em suy nghĩ có thể có được không. Rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế sau nào? Sau 2-3 ngày. Đó, sau 2-3 ngày. Em có rủ bạn này đi đâu nữa không? Cái ý đồ của em là ban đầu em rủ đi gặp ma. Thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng. Đúng. Một là đó, địa chỉ của chị Hồng Vân. Hai là cái gặp ma của sân khấu Thế Giới Trẻ, cũng nơi lúc đó là em đang học á, năm dữ cuối á. Đó, thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma, và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu. Thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu. Cho nên là thôi, mình an toàn là trên hết. Do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là đi coi phim. Nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu. Vô là xong là bạn bình luận không à. Và cái lúc mà đi coi phim với coi kịch đó, sao anh ấy có thực sự là chú tâm vào phim không? Ảnh là người đầu tiên dắt em đi coi kịch ở Sài Gòn. Em thấy coi kịch có thuận lợi vậy mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò. Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng. Cho nên á là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục rắc thính nhiệt tình ở đó. Có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới nếu mà 5 màn thì mình cũng được 4 màn, đúng không? Dạ, 4 màn dạ, tắt đèn chuyển cảnh. Tắt đèn chuyển cảnh phim cái là lần một thôi. Phim rất là thiệt hại. Rồi, ảnh có hành động gì không? Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi. Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu. Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á. Tức là khi mà mình bật đèn xanh cho người ta, khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy, bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, đưa nước mà nước lớn luôn á. Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em được hơn 2 năm. 2 năm rưỡi. Hơn 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. Thì suốt 1 năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á, là tụi em có cái cọ sát về tính cách á, về cái tôi của nhau á, nó có dữ dội không? Dạ, thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100%. Và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. Ví dụ hôm nay mình ăn gì? Em cũng không biết nữa, ăn bún bò được không? Bún bò được á anh. Rồi xong, tới ngay trước cổng quán bún bò, hả? Mình chuyển qua mình ăn phở nha. Đó, thay đổi. Mình nhanh lắm, vui chưa tới phở. À, hay là mình lại cua ngược qua mình ăn cơm đi. Dạ, thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng hơi bị nổi nóng. Nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó, gọi là thay đổi bất thường ấy. Mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu. Nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á, thì bạn nghĩ là bạn biết. Và bạn chỉ nhiệt tình. Đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải. Và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói, ủa em đâu có biết cái gì đâu. Thôi rồi đó. Rồi vợ em hay ghen. Dạ, thực ra em nghĩ cái đó không phải ghen. Nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là
hễ mà có một cô gái nào up cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên, hoặc là em up một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen, thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt, hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á. Ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ, em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó, là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó. Đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô quốc máy mau cái là đây xin gửi người chồng, một cái bập lên là coi như mất toàn bộ những cái đây xin gửi người chồng thôi, là bên kia là tự dùng bao nhiêu hình ảnh là coi như là biến hết. Em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bận mặc cái quần lửng rồi đang la như một cái thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn. Là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy. Cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chị. Trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á, có trơn tru, có thuận thảo, có hòa hợp. Dạ thật ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau cái ngày cưới thì tụi em mới có em bé. Rồi gần 1 năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi, nhưng mà hơn 1 năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến. Chồng em nói em là không có cầu thị với các anh chị. Em dùng cái từ nó hơi bóng bẩy một tí. Thực ra em không có nói thẳng những vấn đề, không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng. Dạ em chỉ kết luận như vậy thôi. Dạ tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á, công việc của ảnh hay thức khuya, mà em thì hay đợi. Em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi. Dạ em hay lấy lý do là hồi em buồn ngủ. Tức là cái đồng hồ sinh học của hai người là không có khớp. Dạ. Không có khớp. Anh không có khớp được với ai đâu chị. Em nghĩ là khi mà tiên trách kỷ thì hậu trách nhân. Nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm. Đúng không? Gì nó nói cũng được hết trơn. Rồi em cũng đặt lại ngược lại, nhưng mà em không dám nói ra. Nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng, cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi. Có gì bữa nay em mới nói ra đó. Dạ. Bữa nay nói canh ra lên đó. Truyền hình em nói luôn. Dạ. Thôi Trung Hạ, bữa nào ngủ cho đã. Tới tối thức cho anh. Dạ không, nhưng mà em thấy anh nó cũng đúng. Tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt. Thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi, đúng không? Rồi bây giờ tới em đó Trúc Hà. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ thì đó em nói là anh có cái nhịp sinh học á, nó không có bình thường. Và có một chuyện nữa, nhà em thì em hay đùa với mọi người là đây không những là bạn đời mà còn là người anh, người thầy, người cha. Hỏi sao vậy? Tại vì em không giữ tiền. Tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí. Cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á, cho nên là em thấy có một sự tin tưởng. Cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ. Thì ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít. Dạ đó, mỗi lần anh cho thì em thấy giống như là ba em cho em vậy đó. Dạ. Còn gì nữa không? Nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá, làm với tuổi trẻ nhiều quá, ảnh có bị trẻ hóa không? Dạ ảnh bị trẻ trâu á. Trời ơi, anh né cái từ anh né cái từ phụ nhi đó em. Dạ tại vì á em á học ngôn ngữ học xong rồi em kiểu như là em không có thích dùng tin cốt á, nhưng mà chồng em thì lại rất thích dùng tin cốt ka rồi ai hi rồi I love you bặc đồ kiểu vậy á. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được luôn. Rất trẻ trâu. Con nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó Đức Anh. Rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn Đức Anh thay đổi điều gì? Dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi. Dạ em không có mong muốn gì hơn hết á, ảnh cứ hài hước vui vẻ rồi ảnh biết rất biết quan tâm mọi người, cứ như vậy thôi là khoái em không, vui Đức rồi anh. Dạ rất là khoái, cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm. Em rồi, có mong còn muốn em vợ thay đổi gì? Dạ em chỉ mong muốn là vợ sức khỏe của vợ em á là sẽ luôn luôn nó tăng lũy tiến hơn, và làm sao thứ nhất là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn, cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn, có sức khỏe thì mình mới có sự cầu thị. Thì đó, bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả, đúng không? Nhưng mà nói nghe nè, những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á, thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh đó em, nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị. Thành ra là em phải theo dõi kỹ. Khi mà cổ sanh xong thì em sẽ phải rà thử coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết tố nữ sau sinh hay không. Rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi sẽ dễ trầm cảm. Yeah. Hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó. Yeah. Là tự xử mình ơn luôn đó. Không, à, nghĩ là với chị đó nghe. Dạ, cảm ơn chị. Mình chúc cho hai mẹ con, mẹ tròn con vuông đúng ngày khai hoa nở nhụy. Và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau, chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời. Cảm ơn tụi em nha.
Dạ, tại vì cái mẫu người của em á là cao, trắng, ốm với lạnh lùng là cái theo cái gu của em luôn, thì anh này là y xì. Đúng gu luôn. Đúng gu luôn. Rồi hẹn hò là mua một bịch bánh tráng trộn 5.000 trước cổng trường sư phạm đó, xong ra công viên tao đàn vừa nói chuyện hết buổi rồi đó. Ăn cơm là mua hộp cơm 10.000, hai đứa ăn đâu có đủ no. Thế là phải mua thêm 2.000 cơm thêm với 3.000 đồ ăn. Tính ra là khoảng 3 năm rồi thì khoảng cỡ 2 lần á. Cái gì? 3 năm hả? Sao mày không té ghế đi? 3 năm 2 lần kìa. Sao 3 năm 2 lần là sao? Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng đón chào cặp vợ chồng son thứ hai. À, xin chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyễn Đức Phú. Em là họa sĩ và em đang làm tại cho tập đoàn Vingroup. Phú này bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 28. 28. Thế còn em? Dạ, em tên là Thảo. Em hiện tại là em nội trợ, em 27 tuổi ạ. Phú với Thảo là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau từ rất là lâu, từ hồi học cấp 3. Thì lúc đó sớm của em á có một bé học chung lớp với Thảo. Thì lúc đó em chỉ quen với bé đó thôi. Bé đó lại chơi thân với lại nhóm của bạn Thảo. Thì có một lần tụi em chung với nhau nói chuyện, rồi em có chơi trò bói toán với lại Thảo. Nhưng mà lúc đó lần đầu tiên em gặp Thảo thì như thế nào? Thời điểm đó là không hề có tẩm tên gì. Cô bé Thảo này lúc đó là đen đen, rồi mũi to to, mà tóc thì xoăn xoăn. Mà là lớp phó tập nên lúc nào cũng cầm cái sổ âm khè kẹ người. Thế còn Thảo thì sao? Thảo nhìn thấy anh chàng này ấn tượng về chiều cao của anh không? Dạ, tại vì cái mẫu người của em á là cao, trắng, ốm với lạnh lùng là cái theo cái gu của em luôn, thì anh này là y xì. Đúng gu luôn. Đúng gu luôn. Đúng gu nhưng mà lại không có thớt. Ý là nhìn ảnh thì có cảm giác là nếu bây giờ mình lại mình nói với ảnh sau này ảnh là chồng mình thì ảnh có tin không ta? Tự nhiên em cứ có cái trực giác đó. Dạ. Cái trực giác em tự nhiên em nghĩ đến cái điều đó. Dạ, em cứ muốn nói câu đó gì đó nhưng mà mình nghĩ vớ vẩn không có đâu. Rồi sau đó thì làm sao mà hai đứa quen nhau được? Dạ, sau đó là tụi em không liên lạc gì hết. Ảnh ra trường là mất liên lạc luôn. Em thì em vô Sài Gòn em học, còn ảnh thì học cao đẳng ở quê. Rồi tới 2010 á là em đang buồn người yêu của em lúc đó, thế là em cùng gia đình em đi chùa. Đang đi cùng gia đình thì nghe đứa em của em kêu hello hello người nước ngoài kìa. Cái em nhìn qua em thấy ảnh. Hồi đó ảnh cao, ảnh ốm, cái ảnh làm người mẫu, ảnh sửa soạn bản thân ảnh ghê lắm, nhìn ảnh giống tay thiệt. Xong cái em nhìn nó, ủa sao cái anh này quen quen ta. Xong em cố tình em đi em lạng qua để coi ảnh có nhận ra mình không. Xong kiểu nhận ra bắt chuyện, rồi xong lấy số điện thoại. Rồi khi có điện thoại thì sau đó là ai chủ động coi như nhắn tin liên hệ nhiều nhất? Dạ, em chủ động. Mà cũng lo lắm, 6 tháng sau thì mới bắt đầu liên lạc. Em khóc tình, em định xóa hết trên bạ luôn. Em xóa, tự nhiên tới cái tên của ảnh cái khựng lại không xóa nữa. Xong mới tự nhiên cái hỏi là anh có còn xài cái số này không, phải anh Phú không? Cái ảnh nhắn lại. Thế là nói chuyện gì luôn vậy đó. Là duyên đó em, tự nhiên tới chỗ đó cái ai chặn mình lại liền á. Tơ bà Nguyệt á. Lúc đó giờ em là học văn. Mà cũng là học sinh giỏi của bên văn đó, nói chuyện câu cú rất là hay. Rồi em thì văn vẽ, nó thích mấy cái chuyện mà văn vẽ hay lắm. Nói chuyện qua nói chuyện lại thấy hợp. Nhưng mà hồi đó em không có tình cảm với ảnh nhiều. Em chưa có. Tính ra quen nhau mấy năm em mới sâu đậm với ảnh á. Vậy đó hả? Có nghĩa là em đặt quá nhiều niềm tin vào cái mối tình thời đại học của em á. Nên sau khi chia tay gần như là em bị trầm cảm luôn. Xong rồi có ảnh thì ảnh nói ảnh yêu mình đồ vậy thì mình biết vậy thôi, chứ mình không có muốn dính vô. Xong mà anh này cũng hay lắm, lừa dối. Em cứ ngợi nghi nhớ từ người yêu cũ thì nếu em chưa thể quên, anh sẵn sàng, anh chờ, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Cuối cùng có tầm gần một năm như vậy á thì mới bắt đầu anh thấy mình hơi lung lay rồi. Xong nắm chặt tay, bây giờ anh không thể chờ được nữa, em phải trả lời anh đi, anh không thể chấp nhận cái tình yêu thế này rồi, rồi ép em phải trả lời liền vậy đó. Thế là em khóc quá trời, tự nhiên đùng một cái bắt mình trả lời. Thế là em ngồi em khóc trước mặt ba mẹ em á. Ba má giờ cũng phải làm sao, ý là người cũ con chưa quên được mà bắt đầu vậy đây thì con thấy có lỗi quá. Xong ba má nói là khuyên là nên chọn ảnh, tại chọn người trước thì thấy mình khổ quá. Thế là em bắt đầu tình cảm với ảnh, nhưng mà ban đầu là em phải công nhận là ảnh vị tha với em nhiều. Nhưng mà lúc đó là em là đang ở đâu? Lúc đó là em đã vô Sài Gòn. Lúc quen nhau là ảnh vô Sài Gòn, mà hồi đó là ảnh quỳ ba mẹ, xin ba mẹ vô luôn á, tại vì ba mẹ đâu có muốn con cái đi xa, ảnh con một, ba mẹ cưng lắm. Vô là góp tiền mua được chiếc xe đạp, mà xe đạp cà tàng nữa đó. Mỗi lần chở em đi là cái mông em trượt qua trượt lại, ngồi không được luôn á, muốn mặc đồ đẹp đi hẹn hò cũng không dám mặc nữa, tại vì ngồi đâu có được đâu.
Rồi hẹn hò là mua một bịch bánh tráng trộn 5.000 trước cổng trường sư phạm đó. Xong ra công viên tao đàn vừa nói chuyện hết buổi rồi đó. Ăn cơm là mua hộp cơm 10.000, hai đứa ăn đâu có đủ no. Đó là phải mua thêm 2.000 cơm thêm với 3.000 đồ ăn thành hộp cơm 15.000. Xong rồi đạp ra bờ kè ngay dưới cầu Nguyễn Văn Cử, ngồi múc ăn ngon em, ngon no, ngon no. Rồi treo nhẫn cỏ rồi cho nhau như kiểu phim Hàn vậy đó. Nhưng mà đẹp quá đúng không? Nhưng mà cái thời gian đó là kéo dài bao lâu? Dạ, tính ra là tới khi em ra trường luôn á chứ. Có bao giờ vì cái hoàn cảnh mà nó khó khăn quá như vậy mà tụi em có ý định là chia tay nhau hoặc là cãi nhau tới mức mà phải chia tay không? Dạ có, không có thời điểm mà vì cái hoàn cảnh công việc mà em cảm thấy là sức ép luôn. Cái cảm giác như là hơi mịt mù về tương lai. Không biết là định hình tương lai công việc mình thế nào, liệu mình có thể lo nổi cho cuộc sống bản thân sau này là thêm vợ mình hay không. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay với ảnh nghèo hết á. Bởi vì em nhìn vô con người này, em tin là một ngày nào đó ảnh sẽ biết cách biến chiếc xe đạp thành chiếc xe hơi. Em không quan trọng chuyện đó. Nhưng mà em vấn đề là cái tính cách của ảnh. Bởi vì ảnh là con một trong gia đình á, nên ảnh được cưng chiều rất là nhiều, mọi thứ là giống như được bao bọc hết, cho nên gọi là biết mình chứ không biết người ta. Rồi còn thích thể hiện ta đây nữa, kiểu như mình quen mình là trung tâm vũ trụ rồi, yêu em rồi mới đầu cưng chiều em lắm, xong đi ra ngoài với bạn bè, nghe bạn bè suối là trời ơi mày mới quen nó mà mày thương nó cỡ này, sau này cưới xong nó leo lên đầu mày á, đi nhậu dễ vậy, xong đi nhậu xỉn với bạn bè lên để lấy tinh thần, về phòng trọ quậy em, quậy mấy chị phòng trọ nữa, hầm hố đập tường này nọ, cô tưởng tôi sợ cô hả, này nọ thế này thế kia. Em nghĩ ủa mới yêu nhau thôi, vậy là mình cũng không ép ảnh yêu mình mà ảnh cư xử như là không được rồi. Thế là ảnh đang lỉa anh say, ảnh nói con nào em tát con đó, nói con này em tát con đó, em tát lại anh đang xỉn luôn, ảnh tỉnh luôn. Anh tỉnh xong anh nhận ra là sai quá sai. Xong cuối cùng ân hận quỳ gối xin lỗi hứa hẹn quá trời luôn, kiểu gì đó. Gì đó hả? Hai em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm 2 tháng, gần 2 tháng đó. Bây giờ là các em là có mấy bé rồi? Trời ơi, có một bé quen nhau lâu có lắm, một chưa? Bé ạ. 5 năm quen nhau rồi 3 năm lấy nhau. Nhưng mà là hai em có giữ tinh khôi cho đến ngày cưới không? Dạ có hả Phúc? Dạ có chứ. Như giữ vậy tới ngày chắc... cuối luôn á hả? Giữ đến mình, lúc mình. Mà mém mém coi như là gia đình đồng ý rồi thì trên danh nghĩa giấy tờ đã là vợ chồng rồi á. Tại vì em nhát mấy chuyện đó lắm, thậm chí nắm tay hay là hôn, nụ hôn đầu đời của em cũng 1 năm mấy lần 2 năm mới có. Mà thật ra cũng là anh cưỡng ép luôn chứ em cũng sợ, em cũng không dám. Nhát là nhát là sao? Dạ em thời là kiểu là cái thời điểm đó là 20 tuổi đầu mà chưa biết gì về sex. Trong lúc đó thì em là lớn rồi mà em là con trai nữa. Thì cái chuyện mà trong cái điện thoại có phim sex thì là cái chuyện mà điều bình thường. Em thấy ghê tởm anh luôn. Em vô tình em phát hiện trong máy của anh có cái tên phim đó. Em sốc quá luôn, em mất hồn, em đạp về phòng trọ, em kể với mấy chị trong phòng trọ của em mà trời ơi, thấy trong điện thoại anh có cái đó, nó ghê quá đi, xong em bị phòng trọ của em nói một tăng luôn, ủa chị này chị nhiêu tuổi rồi, mấy bé học trong phòng trọ em đã khoa tâm lý rồi nhiều lắm, nói xong thế là em tự chuốc quê luôn. Tối đó em lén một mình em bật laptop lên em tìm hiểu theo lời mà mấy em chỉ, em tìm hiểu trúng cái trang mà nó bị virus, nó đưa ngay cái chỗ mà nó không nên đưa. Đưa cái máy tính, thế là em phải khều cái chị học công nghệ thông tin trong phòng em dạy, chị ơi chị sửa máy giùm em đi, máy em hư rồi. Chị mắt nhắm mắt mở, chị nhìn vô màn hình, chị thấy trời ơi chị cười mà em nhục luôn. Còn bây giờ còn nhát nữa. Giờ thì không còn nhát nữa, nhưng mà giờ em muốn đòi cũng khó. Sao vậy? Tại lúc nào là liên tục mệt chăm con rồi công việc này việc kia, tại vợ em chăm con nó hơi kỹ quá. Bao nhiêu trung bình tháng là số mấy? Anh đừng dùng tháng là chưa đủ, tháng yếu tố tháng này chưa đủ. Cái gì tính là... tỷ lệ năm hả chứ không phải tháng nữa hả? Tính năm số mấy? 3 năm rồi thì khoảng cỡ 2 lần á. Cái gì 3 năm hả? Sao mày không té ghế đi? 3 năm 2 lần kìa. Sao 3 năm 2 lần là sao? Tính là 3 năm đổi lại đây nè. Ừ, tức là lúc mà trước khi có con á là cũng tích cực lắm, tại vì muốn có con. Khi có con được rồi là bắt đầu em ngồi em lo giữ em bé của em thôi. Mà hiện tại là vợ chồng em chưa có nhà. Là hiện tại vẫn ở thuê thôi, mà cái phòng trọ thì nó là hơi nhỏ, cả 3 người cùng ngủ. Con em ảnh là hơi nhạy tai, cái cục cửa thế là nó chở mình, cục cửa tới chở mình. Có nhiều lúc phải chuẩn bị rồi đó, chuẩn bị 5 trận rồi chứ. Cái này vô ngay, nó nhìn qua nó đang quay nó nhìn. Rồi thôi xong, hai vợ chồng đang dễ mà ngủ luôn. Bây giờ chị hỏi em nè, em tồn tại, em sinh tồn làm sao trong 3 năm đó em nói em. Có thấy em thiệt thòi quá Phú ơi. Dạ mới đầu thì cũng hơi khó thiệt. Đúng là nó hơi khó tìm giải quyết. Em tìm đến công việc rồi em là làm ngập đồ cho công việc đó. Qua chuyện đó giờ là nhu cầu không cần nhiều.
Chết rồi, có khi không nào mà đâu. Một ngày nào đó chị gặp em, chị thấy em ngồi dưới gốc cây bồ đề á. Cái đầu bây giờ cũng gần hết tóc rồi đó. Có bây giờ em nghĩ trong đầu em là ủa rồi mình như vậy, rồi ông xã mình sẽ phải làm sao? Em có hiểu được, ví dụ như ông xã em là cao to nè, rồi ông phải có nhu cầu chứ. Rồi những lúc có bao giờ em nghĩ là như vậy thì chồng mình sẽ đi đâu làm gì? Dạ ảnh đi đâu làm gì em biết hết. Ngày đó chồng em có công việc gì hay là muốn làm gì thôi, em nhìn vô mắt là em đã biết rồi. Không còn chồng em nói nên chồng em không có dám giấu em cái gì hết trơn. Có nghĩa là chồng em không được quyền đi ăn phở luôn. Dạ. Rồi nó làm gì nó sống ta. Ôi trời. Em nghĩ là tới khi con em nó lớn hơn chút sẽ đỡ hơn. Nói chung em bị lậm con em quá hay sao á, dẫn tới vậy. Đó là một số những cái lý do thôi. Chị, em phải giải tỏa cái này. Em phải nhớ là cái người chồng của em là cái người đi với em suốt cuộc đời này. Thì em phải nghĩ đến cảm xúc và cảm giác của người ta nữa. Và thậm chí là nếu như nha, nếu như ảnh không được thường xuyên trong những cái chuyện như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái điều này nó sẽ rất nguy hiểm cho cái hạnh phúc gia đình sau này. Có thể là vì anh chưa gặp một người nào đó, nhưng mà nếu như em tiếp tục mà không như vậy với ảnh, mà anh lỡ anh gặp một cái người nào đó mà anh cảm thấy là anh hợp, là xong đó, là coi như khỏi cản luôn á. Đó, rất là nguy hiểm không? Cái Thảo. Hiểu chị không Thảo? Dạ. Cái cặp này chắc thứ bỏ cái vụ mà khơi tật xấu đi. Mà bây giờ là cái mong muốn thay đổi của em á, em mong vợ thay đổi đi. Thực ra thì trước đây em có suy nghĩ nhiều về việc vợ em thay đổi. Nhiều lúc mà cãi lộn hai vợ chồng cãi nhau á cũng vì cái việc đó. Vợ em tính hay ràm lắm, ràm kinh khủng luôn á. Càm ràm á. Có nghĩa là tật xấu của ấy là càm ràm. Mày có mong muốn của ấy thay đổi càm ràm không? Trước đây thì có, nhưng mà sau này nghĩ lại rồi mọi thứ mà em có được như bây giờ cũng nhờ cô ấy ngày nào cũng ràm. Nếu mà thật ra nếu mà cô ấy ngày nào cũng không ràm thì em vẫn là con người ngày xưa thôi. Không có thay đổi như bây giờ. Đến một lúc mình như bây giờ thì em lại không muốn cô ấy thay đổi gì nhiều nữa. Cứ vậy đúng là không? Con rồi bây giờ tới Thảo nè. Dạ, ít ở dơ hơn chút, đỡ vô tâm hơn chút. Có nghĩa là ở dơ và vô tâm mà nè, đó dạ. Thật xấu đó. Với lại cái gọi là trưởng thành và có trách nhiệm hơn một tí. Có nghĩa là thật ra nói thì tệ thì cũng không quá tệ. Tại tới thời điểm này em thấy anh thay đổi nhiều lắm rồi, biết phụ em nhiều rồi. Nhưng mà làm gì cũng phải có tâm một tí. Em cảm giác như làm việc gì mà mình không thích là kiểu làm nửa vừa, làm kiểu đối phó. Hay là ích kỷ cảm xúc bản thân chẳng hạn. Ví dụ như là vợ chồng cãi nhau, giận em là chuyện giận, nhưng mà đối với con cái nhiều khi vì giận em mà em đang ẵm con hay con đang chơi với em, ảnh cũng thờ ơ với con luôn. Giận mình mà thờ ơ với con, cái đó là cái mà hơi bị đau đớn đó nha. Cái đó là nói thiệt luôn. Chẳng hạn có như ông chồng ông giận vợ thiệt, nhưng mà với con là ông nhưng mà bây giờ vợ em đã có cái suy nghĩ là trong khi vợ em bế con em mà vì em giận vợ em mà không thèm đụng tới con mà lạnh nhạt với con luôn, là cái đó là tủi thân dữ lắm á. Em hiểu không? Vì những cái nó là ảnh hưởng tới tâm lý nữa. Hy vọng là các em sẽ có sự thay đổi ha. Và lúc nào cũng hiểu nhau và mãi mãi hạnh phúc nghe. Cảm ơn.